Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Mậu Thìn, sinh năm 2008, nữ mạng. Nữ mạng Mậu Tý, cung Càn, mạng tích lịch hỏa, tức lửa sấm chớp, dương con chuột, tướng tình con sói, Phật bà Quan Âm độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng Mậu Tý. Xem tử vi phương Đông, cuộc đời Mậu Tý nữ mạng phải trải qua nhiều phiền muộn và tiền vận. Chuyện tình duyên càng thêm trầm tư, chịu nặng trong lòng, tâm tư lúc nào cũng thấy bất an. Khi bước sang trung vận thì mọi chuyện sẽ khá hơn, đến hậu vận sẽ có quý nhân phù trợ hoặc được người trợ giúp. Về phần con cái được nhiều điều hay đẹp. Xem tử vi tuổi Tý thấy rằng, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 đến 86 tuổi. Nếu ăn nợ, hiền lương, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nữ mạng Mậu Tý được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 2, 4 và 11 âm lịch thì sẽ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Nữ mạng Mậu Tý sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo ở tiền vận có chút muộn phiền nhưng không khiến cho cuộc đời thêm đau khổ. Sang đến trung vận và hậu vận sẽ được êm ấm, vui vẻ. Đường công danh gặp nhiều điều trắc trở, không được suôn sẻ, thuận lợi. Tuy nhiên, nếu nỗ lực hết sức mình thì có khả năng sẽ được toại nguyện. Sự nghiệp phải nhờ vào sự trợ giúp mới gây dựng được, sẽ có nhiều triển vọng vào năm 34 tuổi và được vẹn toàn vào năm 39 tuổi. Tiền tài ở mức vừa đủ chi tiêu, không đến mức túng quẫn. Tuổi hợp làm ăn. Kỷ Sửu, Quý Tỵ và Ất Mùi là 3 tuổi vô cùng hợp với nữ mạng Mậu Tý về đường tài lộc. Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn, thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc, tránh được rủi ro, thua lỗ, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, vinh hoa phú quý, tiền bạc rủng rỉnh, công danh tiền đồ sáng lạn, rộng mở, con cái đuề huề, không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, thì nữ mạng Mậu Tý nên lựa chọn kết duyên với các tuổi hợp với mình về đường công danh lẫn đường tài lộc như Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi và Ất Dậu. Vợ chồng vẫn sẽ mặn nồng tình cảm, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không vươn tới được sự giàu sang, quyền quý khi bạn nên duyên chồng vợ với những tuổi như Mậu Tý, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ và Bính Tuất. Cuộc sống sẽ không mấy may mắn, thuận lợi khi nữ mạng Mậu Tý kết hôn với các nam mạng tuổi Canh Dần, Bính Thân và Giáp Thân. Nguyên nhân là vì 3 tuổi này không hợp với bạn về đường tình duyên và đường tài lộc. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là năm 19, 24, 25, 31, 36, 37 và 43 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân. Nữ mạng Mậu Tý sinh vào các tháng 3, 7, 8 và 10 âm lịch thường sẽ phải trải qua nhiều lần đò hoặc gặp nhiều trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỷ. Tân Mão và Quý Mão là 2 tuổi xung khắc với nữ mạng Mậu Tý, bạn không nên cộng tác trong công việc hay nên duyên chồng vợ với 2 tuổi này, nếu không mọi chuyện sẽ gặp nhiều bất lợi không như ý muốn. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi Đại Kỵ và 2 người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới xin linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn nở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Nữ mạng Mậu Tý có đại hạn vào các năm 23, 26, 30 và 33 tuổi.
bạn nên hết sức thận trọng vào những năm này, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm, bệnh hoạn hay tai ách xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông, suôn sẻ, chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, mâu thuẫn. Những ý tưởng mới, những dự định lớn, bạn nên để sang năm khác hẵng thực hiện sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu phải xuất hành đi xa hay cần thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì nữ mạng Mậu Tý nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn sẽ là thích hợp nhất. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp được nhiều điều may mắn, mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm. Từ năm 19 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 19 tuổi, gia đình và chuyện tình cảm có nhiều phiền muộn, công danh, tài vận ở mức trung bình. Năm 20 tuổi là một năm có nhiều biến động, tránh xuất hành đi xa hay hợp tác trong công việc sẽ rước vạ vào thân, nhất là vào tháng 6 và tháng 9. Nếu nên duyên vợ chồng vào năm 21 tuổi sẽ vô cùng có lợi, có lộc về tiền tài vào tháng 9. Chuyện tình cảm và công danh có tiến triển nhưng công việc không được suôn sẻ vào năm 22 tuổi nên kéo theo tài vận suy giảm. Phải cẩn trọng vào tháng 3 và tháng 4 năm 23 tuổi kẻo ốm đau, tài ách. Nếu biết nhẫn nại thì tốt hơn. Năm 24 tuổi, mọi chuyện đều ở mức trung bình. Công danh và tài vận có nhiều triển vọng vào năm 25 tuổi, nhưng phải chú ý hơn trong việc đi lại và sức khỏe của bản thân. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, công danh và công việc không có nhiều biến đổi, nhưng tài vận và chuyện tình cảm được tốt đẹp. Năm 27 tuổi, mọi chuyện được hoàn thành nhanh chóng và như ý. Năm 28 tuổi, được đủ đầy, gia đình yên vui. Nếu hạ sinh con trai thì cuộc sống sẽ được vinh hoa, phú quý. Bạn có vận hạn vào năm 29 tuổi, phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, nhất là vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Năm 30 tuổi, có nhiều thắng lợi trong công việc, nhưng từ tháng 7 trở đi thì bình hòa. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, cuộc sống có nhiều rối ren và túng thiếu. Năm 32 tuổi, làm việc lớn sẽ rước họa vào thân, nên làm những việc nhỏ sẽ thu được lợi. Cần tránh xuất hành đi xa hay giao thương tài chính lớn vào năm 33 tuổi sẽ gặp nhiều rủi ro, thua lỗ. Có nhiều triển vọng trong sự nghiệp vào năm 34 tuổi, tình cảm và tài vận được như ý. Chỉ được tốt vào mùa đông năm 35 tuổi, những mùa còn lại phải thận trọng trong công việc. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi có phần hơi xấu, cần chú ý nhiều hơn đến con cái và quản lý chi tiêu tài chính, kẻo hao hụt tiền của. Sang năm 37 và 38 tuổi, tiền bạc dồi dào, gia đình êm ấm, vui vẻ. Đến năm 39 và 40 tuổi, công việc bình thường, trong gia đình có chút xích mích, mâu thuẫn nên từ từ giải quyết, tránh làm sự việc trở nên căng thẳng. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, bị đau bệnh hoặc gia đình có người mắc trọng bệnh. Cần tránh những nơi sông nước kẻo gặp tai ách, tiền bạc và chuyện tình cảm tạm ổn. Có lộc về tiền tài vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch năm 42 tuổi. Xảy ra bất hòa trong chuyện tình cảm hoặc gia đình, cần tỉnh táo mới tìm được phương hướng giải quyết đúng đắn, đưa mọi việc trở lại bình thường. Nên an phận thủ thường vào năm 43 tuổi, tránh hỗn hợp đầu tư lớn hay xuất hành đi xa, nhất là vào tháng 5, tháng 7 và tháng 9 âm lịch, kẻo bị hao tổn lớn. Năm 44 tuổi cũng không khá hơn. Sang năm 45 tuổi, mọi chuyện diễn biến tốt, thu được thành quả như ý. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, tài lộc phát đạt vào những tháng đầu năm 46 tuổi, các tháng cuối năm không được tốt lắm, không có biến cố nào lớn xảy đến vào năm 47 tuổi. Sang năm 48 đến 49 tuổi, không được thuận lợi trong công việc và tiền tài, nhưng chuyện tình cảm được suôn sẻ. Đến năm 50 tuổi, được yên ổn, nhưng coi chừng đau ốm vào các tháng cuối năm, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, sức khỏe vào những năm này được khá, công việc ở mức bình thường, cần quan tâm nhiều hơn đến chuyện gia đình. Xem bói tử vi trọn đời từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Trong khoảng thời gian này, cần sát sao hơn trong việc quản lý chi tiêu tài chính, có lộc về tiền tài vào năm 58 và 59 tuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi.
Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!